Tập 1. Hitler tấn công Ba Lan, bóng đêm của chiến tranh đã bao trùm khắp châu Âu. Đức Quốc xã bắt đầu đẩy mạnh tấn công, trận chiến tiêu diệt chủng tộc cũng bắt đầu. Các trại tập trung cũng như đại đồ sát, khi chủ nghĩa quân quốc Nhật Bản ở châu Á cũng bị đẩy mạnh lên. Nhật Bản bắt đầu xâm lược, khiến nhiều người phải bỏ mạng trong trận đồ sát Nam Kinh. Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng. Roosevelt tuyên chiến với Nhật Bản, chiến tranh thế giới thứ hai toàn diện nổ ra. Quân đội Mỹ đánh bom Nhật Bản. Đây là kế hoạch mà cả hai nước Trung Mỹ cùng thống nhất đưa ra. Mục đích là để tấn công Nhật Bản từ trên không. Máy bay đánh bom của Mỹ cần một trạm trung chuyển. Trấn Vọng Hải chính là một trong số đó. Tôi lệnh, đây là điện báo mà quân bộ quốc quân gửi cho tiểu đoàn phòng Mỹ Trấn Vọng Hải. Đặc phái viên Núi Tiểu Thanh, chắc là quân Nhật đã thu được điện báo của quốc dân đảng mà đã có sự ứng phó đối với hành động của họ. Nội dung điện văn này có vẻ chưa hoàn chỉnh đâu. Tiếp tục theo dõi đi. Rõ. Đặc phái viên quốc quân tới đây thì cũng làm được gì đâu chứ. Trấn Vọng Hải, Núi Tiểu Thanh. Anh xem, đây là Bắc Sơn, một khi đội du kích của Tân tướng quân đang đóng quân ở đây. Tại sao quân Nhật lại không tấn công chỗ đó chứ? Trấn Vọng Hải là một nơi không mấy bắt mắt. Quân Nhật do binh lực có hạn, vậy nên đã không chiếm lĩnh nó. Hành động lần này, tổng bộ lục quân đặt mật hiệu cho chúng ta là kế hoạch siết cổ. Mật hiệu hành động, kế hoạch siết cổ. Năm 1943, thành Tế Nam. Quan mời vào trong, một vị công tử gia. Công tử gia thưởng một đồng bạc, xếp chỗ ngồi đặc biệt đi. Tân 53 quân nếu như đi theo quân ta, chúng ta sẽ có thể tiến thẳng lên tới 300 dặm. Trời ạ, quốc quân vất vả xây dựng phòng tuyến cũng sắp bị phá dở rồi. Ông nói không sai. Nhưng mà tôi thấy lạ một điều là, tại sao Đình Ngọc Sơn lại làm như vậy chứ? Tân 53 quân này không phải là đích hệ của Tưởng Giới Thạch, lâu nay vẫn luôn bị bài xích, mượn tay kẻ địch để diệt kẻ phản mình. Trung Khánh trước giờ vẫn là như vậy mà. Đình Ngọc Sơn này có quyết tâm kháng chiến đến đâu cũng có ích gì đâu chứ. Anh là Otomo Soichi. Người này tên là Otomo, là gián điệp cấp cao của quân Nhật ở Trung Quốc. Phía quân thống từng nhiều lần tiêu diệt người này, nhưng đều để hắn trốn thoát. Đến giờ chúng ta còn chưa biết hắn ta trông như thế nào nữa. Người này là Hồ Khắc Minh, là thành viên của quân thống, đổi tên thành Lưu Diễn để đi gặp Otomo, đồng thời cũng đã thành công trà trộn vào bên cạnh Otomo. Chỉ tiếc là mạng lưới liên lạc của cậu ta đã bị cơ quan tình báo của địch phá hỏng, mới dẫn đến việc bại lộ và bị bắt. Chỉ khi cậu tìm được Otomo mới có thể tìm được anh ta. Mệnh lệnh mà quân bộ đưa ra cho cậu là bằng mọi giá cũng phải cứu được cậu ta về trước khi quân địch xử quyết cậu ta. Lưu Diễn đã tới chưa?
Tôi đã ở đây rồi, còn cần cậu ta tới nữa sao? Đội viên đội đặc chiến trực thuộc chiến khu ba quốc quân, Hầu Đại Trị mật hiệu Hầu Tử. Tôi cũng đã gặp bao giờ đâu. Sao tôi tin được anh chính là Otomo Soichi chứ? Quân đoàn trưởng Đinh chỉ tin tưởng Otomo thôi, nhưng lại không một ai có thể chắc chắn đó là anh cả, ngoại trừ Lưu Diễn. Quân thống hiện giờ đã phát hiện ra quân đoàn trưởng Đinh có dị động rồi, vậy nên quân đoàn trưởng Đinh hy vọng có thể nhanh chóng bàn xong chuyện này. Tôi chỉ là người tới đưa tình báo mà thôi. Người thực sự sẽ đàm phán với anh là con trai của quân đoàn trưởng Đinh, Đinh Á Văn. Lưu Diễn là bạn học của Đinh Thiếu Gia, Đinh Thiếu Gia chỉ tin tưởng anh ta mà thôi. Nếu anh muốn nói chuyện với Đinh Thiếu Gia thì đưa Lưu Diễn tới đây để anh ta chứng minh thân phận của anh đi. Thời gian, địa điểm thế nào? Trưa mai vẫn tại chỗ này. Người Nhật sẽ không dễ dàng để Hồ Khắc Minh lộ diện đâu, nhưng mà rất nhanh tình báo sẽ được đưa qua đó thôi. Bọn chúng sẽ trúng kế sao? Cả một tập đoàn quân, sức hút quá lớn đi mà. Tin hay không thì bọn chúng rồi cũng sẽ có phản ứng thôi. Chuyến đưa tình báo này cũng rắc rối quá rồi đấy. Một gián điệp cấp cao như hắn ta trực tiếp đưa tình báo cho hắn ta sẽ không tin đâu. Chỉ khi có khó khăn gì đó, hắn ta mới tin là thật thôi. Đội viên đội đặc chiến trực thuộc quân khu ba quốc quân Tôn Chấn một hiệu báo tử. Vậy anh có từng nghĩ nếu Hồ Khắc Minh đã chết rồi thì sao? Theo như phán đoán của tôi thì Hồ Khắc Minh sẽ không chết được đâu. Otomo, quân thống nhắm vào anh cũng không phải lần một lần hai nữa, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Anh đã hy sinh vì đế quốc nhiều như vậy rồi, tôi không thể để anh xảy ra chuyện gì ở Tế Nam. Nhiệm vụ của chúng ta là đảm bảo an toàn cho Hồ Khắc Minh. Còn về Otomo có tới hay không thì không quan trọng. Không tới thì xem như hắn ta may mắn, còn không thì cứ bắn chết hắn luôn đi. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của chúng ta chỉ có một: đảm bảo an toàn cho Hồ Khắc Minh. Đã nghe rõ chưa? Rõ rồi. Anh muốn thế nào đây? Vốn tưởng anh đã không còn giá trị gì nữa, không ngờ là vẫn còn tác dụng lớn tới như vậy. Anh sẽ thả tôi ra sao? Vậy thì còn phải xem bạn học của anh có cho anh cơ hội này không đã. Cũng phải xem việc hợp tác giữa anh ta với chúng tôi có thành hay không. Giải ra ngoài. Rõ. Lưu Diễn, nhiều năm không gặp. Anh không ngờ chúng ta sẽ gặp nhau ở đây phải không? Nào, mau ngồi đi, chúng ta nói chuyện một chút. Ngồi đi. Anh có biết anh ta không? Lưu Diễn ơi, là Lưu Diễn. Không ngờ mới không gặp vài năm mà anh đã quên mất người anh em này rồi. Anh thử nhớ lại xem đi. Tôi chính là người chung phòng ký túc của anh bao lâu nay. Con rể của quân đoàn trưởng Đinh đây. Thử nhớ lại đi.
Thực ra tất cả đều nằm trong sự khống chế của tôi cả rồi. Không xong rồi, mau lên chi viện. Rõ. Chim sẻ, xuyên sơn giáp mau tới điểm an toàn hội hợp đi. Rõ. Tại sao lại cứu tôi? Đừng hỏi nữa. Tới nơi tôi sẽ nói cho anh biết. Các anh là ai? Nhanh lên. Đi thôi. Đuổi theo. Lão hổ, yểm hộ đi. Báo săn đi thôi. Đuổi theo. Đội trưởng, chỗ này tôi khá thông thuộc. Vị trí hiện giờ của chúng ta ở trung tâm thành Tế Nam. Chỗ này cách cổng thành chừng 3 dặm. Cổng thành thì nhất định hiện giờ đang bị người Nhật canh chừng nghiêm ngặt. Chúng ta không xông ra được. Cho dù có bị bắn nát cả người, chúng tôi cũng phải đưa anh ra ngoài. Tại sao vậy? Chỗ này là chỗ nào? Đó là khu nhà giàu. Người Nhật giàu thành phần lớn đều sống ở đây. Ở đây có một trại nô lệ tình dục mà người Nhật mở ra, gọi là Anh Hoa Cát. Hầu tử, nói với lão hổ và báo tử gặp nhau ở ngoài ngã ba, chiếm lĩnh Anh Hoa Cát này. Rõ. Báo cáo đại tá, chúng tôi đã cho bao vây tất cả 10 con hẻm qua đây rồi. Sức chiến đấu của đối phương rất mạnh, tuyệt đối không phải là người bình thường đâu. Có vẻ giống như là một đội đặc chiến hơn. Lập tức phong tỏa, lục soát từng nhà một, nhất định phải tiêu diệt bọn họ tại. Lão đại, dùng bơm phá nó đi. Lão đại, xong hết cả rồi chứ? Lão hổ, chim sẻ, hầu tử, tập trung tất cả mọi người ở đây đi. Xuyên sơn giáp trấn thủ cửa sau, báo tử thì lên tầng 2. Hạ động, nhanh lên. Nhanh lên, theo tôi, nhanh lên. Có nghe hiểu tiếng Trung không? Một chút chút. Ở đây ai là người có chức vụ cao nhất? Tôi hỏi các anh đấy. Là anh ta, là anh ta. Người nào? Agassi tiên sinh.
Akashi, Yasuo. Báo cáo, đối phương đã tấn công vào trại nô lệ tình dục, uy hiếp người ở trong đó làm con tin. Khốn kiếp. Theo nguồn tin chính xác thì Akashi tiên sinh cũng ở trong đó. Cái gì? Akashi tiên sinh đã đoàn thị sát nội các. Sao mấy cậu ở trong đó? Các cô ai nấy đều nói phải bảo vệ tôi. Tại sao vậy? Anh không biết sao? Sao mà tôi biết được chứ? Anh không biết thì sao mà tôi biết được? Tôi chỉ biết cấp trên đã hạ lệnh, nhất định phải đưa anh sống sót rời khỏi đây. Cấp trên? Ai là lão đại? Bước ra đây mau. Xin hãy cho chúng tôi biết thân phận của các anh. Có quan trọng không? Nếu các anh muốn sống sót rời khỏi đây. Được. Vậy chúng ta cứ đánh tiếp đi. Nhưng mà tôi đảm bảo ông ta sẽ là người chết đầu tiên. Cho một chiếc xe đưa chúng tôi ra khỏi thành, không được bám theo. Ra khỏi thành rồi, tự khắc chúng tôi sẽ thả ông ta ra. Dựa vào đâu mà tôi tin các cậu? Ông còn sự lựa chọn nào khác sao? Thân thủ của các cô tốt thật đấy. Ở bộ đội nào thế? Cẩn thận. Trong vòng 10 phút. Nếu sau 10 phút chúng tôi không thấy xe, mỗi 1 phút tôi sẽ giết một người. Có làm được không vậy? Bỏ trong chừng một người cũng không trông xong. Giờ chúng ta phải làm sao đây? Có chuyện gì vậy? Anh đi mà hỏi anh ta. Đội trưởng, là do tôi sơ suất. Đây là lần đầu tiên anh chấp hành nhiệm vụ sao? Sao mà tôi biết được có một tên mang súng trong người? Anh, có còn chịu được không? Được. Có thể cho tôi biết tại sao có anh lại cứu tôi không? Đồng ý cho bọn họ đi. Akashi tiên sinh là thành viên của đoàn thị sát nội các của chúng ta. Nếu ông ấy xảy ra chuyện ở Tế Nam, chúng ta không thể ăn nói với cấp trên được đâu. Cho xe tới đi. Nhưng bà yên tâm đi, tôi sẽ không để họ thoát khỏi Tế Nam được. Thế nào rồi? Tên đội mũ phớt phía sau mới là Omoto thực sự.
Lên xe đi. Tôi không thể đi được. Để dụ Otomo thật sự xuất hiện, chúng tôi đã hy sinh rất nhiều anh em rồi. Chúng tôi cũng có nhiệm vụ của mình, không thể chỉ vì một mình anh mà hy sinh tất cả chúng tôi ở đây được. Nếu các anh không thả Akashi tiên sinh ra thì đừng hòng ra khỏi thành. Tôi không hứng thú gì với ông ta đâu. Ra khỏi thành tự khắc sẽ thả ông ta. Nhưng bạn phải nhớ, chúng tôi còn những con tin khác đấy. Tuyệt đối đừng có mà giở trò. Đi mau, lên xe đi. Các anh đi đi, cứ mặc kệ tôi. Anh có biết người này quan trọng tới mức nào không? Anh có biết công tác tình báo của ông ta khiến quốc quân chúng tôi tổn thất bao nhiêu không? Anh có biết chỉ cần giết một mình ông ta có thể cứu tính mạng của bao nhiêu đồng bào không? Tôi biết rồi. Cứ lên xe trước đi. Lái xe đi. Otomo đại tá. Đại tá, tấn công, đuổi theo. Akashi tiên sinh ra ngay, để chúng tôi khỏi thành cái đã. Thả tôi ra đi. Lão đại, đứng lên. Đừng mà. Đừng nói nhiều, đi đi. Akashi tiên sinh, ông không sao chứ? Cái này, nhanh lên. Khốn kiếp. Cái gì vậy? Làm gì vậy? Khốn kiếp. Mau gỡ ra đi. Suy sơn giáp, quả bom đó của anh liệu có thể xịt không vậy? Cứ bình tĩnh đi. Thế nào? Đứng yên, cố chịu một chút nhé. Nhanh lên. Đã xong. Cảm ơn các anh đã giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ. Và giờ là lúc để anh giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ đấy. Nhất định phải cố gắng sống sót. Mau đi thôi. Anh làm gì vậy? Lão đã có bảo anh cho nổ bơm đâu. Đại ca là giả thôi. Lão đại, mau dìu anh ta nằm xuống. Mọi người là cảnh giới đi. Cảnh giới. Người anh em, anh sao rồi? Tôi sắp không xong rồi. Các anh mau đi đi. Giờ các anh có thể nói cho tôi biết được chưa? Rốt cuộc các anh là ai? Chúng tôi là đội đặc chiến trực thuộc bộ tư lệnh chiến khu số 3. Tôi là đội trưởng Trần Vũ. Đội đặc chiến à? Chẳng trách lại đánh giỏi tới như vậy. Đừng nói mấy lời dư thừa. Anh nhất định phải sống sót theo chúng tôi trở về, có nghe chưa?
Anh cứ liên tục nói sẽ đưa tôi về. Có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là tại sao được không? Phía Trùng Khánh đang có một kế hoạch, và anh là người quan trọng để chấp hành nhiệm vụ đó. Nhiệm vụ của tôi chính là đưa anh sống sót trở về. Nhiệm vụ của Trùng Khánh, đúng vậy, là kế hoạch mà Bộ Lục Quân và quân Mỹ đã đặt ra. Đừng nhiều lời, tôi sẽ đưa anh đi, đi thôi. Tôi đã bị thương nặng tới như vậy, chắc anh cũng biết tôi không kiên trì được bao lâu. Các anh mau đi đi. Cố gắng lên, cố gắng lên. 10 vạn thanh niên, 10 vạn binh lính, tôi bỏ bút tòng quân chính là hy vọng có thể hoàn thành một nhiệm vụ thật lớn. Bây giờ cơ hội tới rồi, còn tôi lại không sống được nữa. Anh sao rồi? Nếu anh có thời gian thì giúp tôi tới núi Tiểu Thanh ở trấn Vọng Hải, Chiết Bắc, giúp tôi tìm một người tên là Lưu Niệm Bắc, giao cái dẫn này cho ông ấy. Cứ nói với ông ấy là tôi không có mạng để lấy con gái của ông ấy nữa rồi. Con gái của ông ấy tên là Lưu Thanh Thanh. Bảo cô ấy tìm một người khác để lấy đi. Từ nhỏ người nhà đã định hôn ước cho chúng tôi, nhưng cả đời này tôi lại chưa từng gặp bọn họ, cũng không biết cô ấy có xinh đẹp hay không. Giờ tôi sắp không xong rồi. Người anh em, anh làm được mà. Người anh em, anh còn chưa lấy vợ, anh nhất định sẽ làm được. Tâm nguyện cuối cùng của tôi chính là cô ấy. Đội trưởng Trần, đội trưởng Trần à, Hồ Khắc Minh, tôi nhất định sẽ chuyển lời giúp anh. Tôi nhất định chuyển lời giúp anh. Nói với cô ấy là tôi không hề hối hận khi hy sinh vì nước. Đi đi. Trần Vũ, cậu dạo sinh ra tử bao nhiêu lần rồi, có chuyện gì mà cậu chưa từng trải qua chứ? Lần này chỉ bảo cậu đưa một người về đây thôi mà cậu lại thất thủ. Cậu bảo tôi phải nói làm sao bây giờ? Cậu bảo cố trưởng quan phải ăn nói thế nào với phía Trùng Khánh đây? Tham mưu trưởng, lần này là do tôi thất trách, tôi xin chịu mọi trừng phạt. Xem ra lần này tôi phải đích thân nói chuyện với phía Trùng Khánh rồi. Ủy viên trưởng xem trọng kế hoạch này của Bộ Lục Quân lắm đấy. Trước khi chết, Hồ Khắc Minh có nói gì với cậu không? Nhất là về mặt nhiệm vụ. Anh ấy nói con gái của Lưu Niệm Bắc ở núi Tiểu Thanh, trấn Vọng Hải, là người vợ chưa cưới có hôn ước với anh ấy. Còn nói gì nữa không? Anh ấy chưa từng gặp bất kỳ ai trên núi Tiểu Thanh cả. Được rồi, cậu đi về, chờ xử lý của cấp trên đi.
Sao cậu còn chưa đi nữa? Tham mưu trưởng, nếu người trên núi Tiểu Thanh chưa có ai từng gặp anh ấy hết, tôi có thể thay thế Hồ Khắc Minh tới núi Tiểu Thanh thay anh ấy hoàn thành nhiệm vụ này không? Coi như là lấy công chuộc tội, mong tham mưu trưởng phê chuẩn. Nối máy cho cố trưởng quan. Đội trưởng, anh không sao chứ? Họ không làm khó gì anh chứ? Trong chuyện này trách nhiệm lớn nhất là ở tôi, không thể để một mình anh gánh vác được. Lão đại, có phải họ định làm khó anh điều anh đi nơi khác không? Đồ miệng quạ. Được rồi, đừng cãi nhau, nghe đội trưởng nói đi. Xuyên sơn giáp, cậu mong tôi bị điều đi tới như vậy sao? Không phải, vậy thì khác nào rồng mất đầu. Mất đầu rồi cậu có thể thay tôi dẫn dắt mọi người mà. Tôi ư? E là không hay lắm. Đã ăn gì chưa? Tôi không đói. Một lát nữa sẽ đói ngay. Tất cả tập hợp. Lão hổ, có. Dẫn mọi người chạy việc giả 5 dặm ngay lập tức. Chạy việc giả 10 dặm. Chạy việc giả 15 dặm ngay lập tức. Rõ. Tất cả tập hợp. Bên trái quay. Chạy đều bước. Mà chết đi được. Cái giường thân yêu của tôi. Mệt chết đi được. Dậy hết nổi rồi. Mệt chết đi được. Nhanh lên đi. Đói chết đi được, nhanh lên. Mau qua đây đi. Mọi người ăn đi, tôi không đói. Anh xem tôi hỏi lão đại thế nào đấy cũng không chịu đói, lại bắt chúng ta chạy mấy dặm về đây rồi chuẩn bị một bàn thức ăn này. Anh hỏi nhiều làm gì, đằng nào anh ấy cũng đã chuẩn bị rồi. Cứ ăn đi là được. Đội phó, Trần Vũ, dù gì lần này cũng là thâm nhập hậu phương địch. Nhiệm vụ chính của cậu là tới trấn Vọng Hải, dùng thân phận của Hồ Khắc Minh để lên núi Tiểu Thành, nhanh chóng lấy được lòng tin của Lưu Điềm Bắc về cậu, có thể khiến người trên núi chịu làm việc cho chúng ta. Con người của Lưu Điềm Bắc này, chúng ta không hề biết gì về ông ta cả. Tới lúc gặp ông ta, cậu cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến được thôi. Vào đi. Đội trưởng, có chuyện gì? Đã nghe nói cả rồi sao? Nghe nói anh và đại trị sắp phải đi. Mấy người các cô cậu từ khi nào trở nên yếu đuối như vậy? Mọi người chỉ lo lắng cho anh thôi. Lo lắng cái gì? Thì lo, tất cả chúng ta đều có trách nhiệm trong chuyện này, đâu cần thiết phải như vậy. Lâm tham mưu trưởng làm như vậy là thiếu trưởng nghĩa quá rồi. Phải đấy lão đại, anh bị làm khó thật rồi. Bọn họ thật sự điều anh đi nơi khác kìa. Nguyện vọng của cậu sắp được thành hiện thực. Không phải đâu, tôi suy sơn giáp. Lão hổ, có, lần này tôi phải đi chấp hành một nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì chứ? Tôi không thể nói. Cậu là đội phó, nhớ thay tôi chăm sóc tốt cho mọi người, dẫn dắt bọn họ tập luyện chăm chỉ. Tuyệt đối đừng làm tôi mất mặt, nhất là cậu đấy suy sơn giáp. Rõ, anh yên tâm đi. Đội trưởng, mọi người đều ở đây cả sao? Đã thu dọn xong cả rồi chứ? Thu dọn xong hết rồi. Nào, làm gì vậy? Không nỡ để tôi đi sao? Tập hợp.
Ghim. Chào. Anh bạn trẻ, phía trước cách đây không xa chính là Trấn Vọng Hải. Tôi chỉ có thể đưa cậu tới đây được thôi. Ông lão, cảm ơn ông nhé. Cảm ơn, không có gì. Tạm biệt. Được. Ông chủ cho một bát mì. Có ngay, đợi tôi một lát. Mì của anh tới rồi. Dừng lại, đứng lại. Ông nội, quốc gia. Ông nội, không được đâu. Ông nội à, quốc gia. Không được đâu. Ngài nghe tôi nói đi, cháu gái tôi nó còn nhỏ lắm. Mong các ngài giơ cao đánh khẽ. Hôm nay là sinh nhật của đội trưởng chúng tôi. Nếu cháu gái ông hầu hạ tốt, ông còn cần gì phải kéo xe nữa. Cút đi, đưa đi. Quân gia, ngài giơ cao đánh khẽ cho. Quân gia. Ông nội, đây là cháu gái tôi mà, nó còn nhỏ lắm. Ông nội, không được đâu quân gia. Để tôi thử trước đã, đợi đã. Có tôi ở đây, mọi người không cần phải sợ. Làm cái gì vậy? Thì tôi chỉ là một thầy giáo, nhưng mà chuyện ngày hôm nay tôi nhất định phải quản. Tới hôm nay tôi mới biết tại sao đất nước chúng ta lại nhiều khói đen chướng khí, dân chúng không được sống yên ổn. Tất cả là vì có những kẻ giống như anh. Câm miệng trong. Lão đại, tha mạng. Tha mạng đi. Đi đi. Ông chủ, lũ chó thối tha chúng mày. Tiền mì cứ tính hết cho tôi. Cảm ơn anh nhé. Anh không sao chứ? Tôi không sao. Vừa nãy tôi nghe nói anh là thầy giáo mà. Phải. Thầy giáo thì lo dạy học đi. Đừng học người ta sao mặt như vậy, nguy hiểm lắm. Tôi muốn diễn thôi, ai dè bị phát hiện. Vậy thôi, tôi đi đây nhé. Hai vị, hai vị, đợi tôi một chút. Cho hỏi hai người tên họ là gì? Tôi là Lâm Phong. Các anh cũng tới Trấn Vọng Hải phải không? Vậy là chúng ta chung đường rồi. Chúng tôi còn có việc khác, anh đừng đi theo chúng tôi. Người anh em này, anh thay đổi cũng nhanh quá đấy. Mới vừa nãy không xa tay cứu tôi, bây giờ đột nhiên là đối xử với tôi như vậy. Anh nói xem. Tôi đã nói với anh rồi, đừng đi theo chúng tôi. Có tin là tôi đánh anh luôn không? Sao lại đánh tôi chứ? Xếp hàng vào. Kiểm tra thật kỹ nào. Nhiều người như vậy sao? Sao lại đi theo chúng tôi? Tôi đã nói anh bao nhiêu lần rồi, đừng đi theo chúng tôi nữa. Tại chỉ có một con đường tới Vọng Hải thôi mà. Đội trưởng Tôn. Lão Khuê đâu? Đội trưởng Tôn, đội trưởng Tôn, lại đi đưa hàng sao? Phải, hôm nay sao anh lại đích thân ra đây? Cứ để người dưới kiểm tra là được. Anh xem cũng hết cách. Cấp trên đang đứng canh như vậy, Thái quân ra trận luôn à? Còn không phải sao? Nghe nói là có nhân vật khả nghi muốn tới Trấn Vọng Hải. Cấp trên đã đặc biệt hạ lệnh phải tăng cường kiểm tra. Lão Khuê đầu, trong đội thương lái của anh không có nhân vật nào khả nghi đấy chứ? Đội trưởng Tôn, anh nói cái gì vậy? Sao có thể được? Đội thương lái núi Tiểu Thanh chúng tôi bao nhiêu năm nay đi qua chỗ các anh nhiều lần, có từng gây rắc rối cho đội trưởng Tôn bao giờ đâu. Nó cũng phải. Vậy tôi yên tâm rồi. Đội trưởng Tôn, mong anh giơ cao đánh khẽ cho. Được được được. Đội thương lái của lão Khuê đầu, người đông mà đồ đạc cũng lắm. Nào, đội thương lái qua trước đi. Đội thương lái qua trước.
Đợi đã, khốn kiếp, kiểm tra không kỹ gì cả, lục soát. Thái quân, Thái quân, không có gì thật mà, chỉ toàn là lương thực và thuốc thang thôi. Khốn kiếp, phải làm sao đây? Cứ trốn đi trước đã. Tôi nói hai người đợi tôi với. Cẩn thận, không sao chứ? Không sao, cảm ơn cậu người anh em. Lão Khuê, hàng xong sao chứ? Không sao, bây giờ có người anh em này. Người anh em, cậu là người ở đâu? Các anh là người của núi Tiểu Thanh phải không? Phải, tôi là Hồ Khắc Minh. Tôi tới để nương nhờ Lưu trại chủ. Cậu chính là Hồ Khắc Minh.